làm cái món gà kho tàu nha cả nhà. Mình chia sẻ cho cả nhà cùng coi luôn. Đây mình có trứng gà, mình sẽ phải chuẩn bị đi luộc trứng gà, rồi sau đó mình có hành với tỏi với củ gừng với một trái ớt. Rồi đặc biệt là đây là con gà. Đây. Cái món này á, là mình phải kho nó hơi lâu thì mình cần phải con gà nó dai thì mới ngon. Đó, thì con gà này là con gà dai, súp bền hun. Con gà này là người Tây người ta để nấu súp đó. Đó, người ta để nấu súp á. Còn mình thì mình muốn làm cái món này mình cần phải kiếm con gà này thì nó mới dai. Chứ nếu mà mình mua cái con gà kia đó thì nó rất là mềm, nấu nhanh lắm, một hồi là nó bở hết rồi cả nhà ơi. Phải kho con gà này mới ngon. Thôi giờ để mình đi làm tiếp nha. Mình sẽ rửa gà, xay hành tỏi ớt và mình sẽ luộc trứng luôn. Bây giờ mình sẽ bắt nước lên để mình luộc trứng nha cả nhà nha. Mà trong cái nồi nước này mình có cho giấm với muối vô để hồi cho nó dễ lột vỏ đó. Mình cho từ từ vô điểm thôi ha, nó bể sao nó bể trứng. Đó. Bây giờ mình luộc trứng. Rồi một cái cách nữa là khi mình luộc trứng để cho cái tròng đỏ nó được nằm ngay chính giữa mà nó đẹp á. Thường thường á, nếu mà mình không có quậy á thì cái tròng đỏ nó sẽ nằm méo một bên. Nhưng mà bây giờ nếu mà khi mình luộc á, mình canh canh, mình lâu lâu mình lấy đũa mình trở vòng vòng, mình xoay vòng vòng thì khi đó cái lòng đỏ nó sẽ nằm ngay chính giữa, nó rất là đẹp khi mà mình cắt ra đó. Nó đẹp hơn đó, mình quay như vậy, mình đảo như vậy. Xong cái mình để đó một hồi mình trở tiếp nữa chứ không phải đứng rồi trở hoài nha. Nay mình chỉ trở như vậy thôi. Xong rồi mình bỏ đây. Lâu lâu mình vô mình trở tiếp nữa vậy đó. Thịt gà sau khi mà mình rửa sạch á, mình ướp với hành, tỏi, gừng, xay nhuyễn. Rồi mình ướp với bột niêm, muối, đường, bột ngọt. Rồi xong rồi mình để đây cho nó thịt nó thấm nha. Bỏ đây. Ướp thịt xong rồi mình bỏ đây. Giờ mình phải đi chợ chút xíu giờ mình mới kho thịt nha cả nhà nha. Mình cho cái chảo dầu nóng đó. Rồi xong cái mình cho miếng đường vô để mình thắng cho nó có cái màu caramel. Rồi sau đó mình mới cho thịt vô mình xào nha. Thấy cái màu được. Thì hồi nãy đi chợ mình vô tình mình gặp được gan với mề đó, cho nên là mình có mua thêm một chút gan với mề về để bây giờ kho cái mình cho vô thêm luôn. Thì nãy giờ đang xào này thì trong kia mình mượn ba của tụi nhỏ luộc gan với mề rửa sạch dùm cho mình rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây chung luôn nè. Đây là cái gan mề chế biến luôn đó, chắc hình 300 g mà đó, mình cho nó vô luôn. Tại vì nhà mình có con gái đó, nó thích ăn gan mề vậy nè. Mỗi lần mà làm á, cái làm thịt gà hay thịt vịt gì cũng vậy đó, phải mua bỏ vô thêm vậy đó. Giờ mình sẽ xào cho nó thấm hết. Dừa, hai lon nước dừa, mà tại trong cái lon nước dừa này nó có cái dừa nè, cho nên mình phải lược qua cái như vậy thôi, cái gai để mình bỏ cái cái lại, mình đổ vô trong cái thau ướp thịt luôn nè cả nhà, sao mình khỏi phải dơ một cái thau nữa. Này, đây mình bên đây mình chỉ có nước dừa lon như vậy thôi nha cả nhà nha. Giờ mình cho nước dừa vô thịt. Nếu mà nó không ngập hết thì mình thêm nước lạnh nha. Rồi bây giờ mình phải thêm miếng nước lạnh nè, tại vì nó không ngập nhiều mà mình còn phải bỏ trứng nữa. Đó, bây giờ mình đi lấy nước lạnh. Không có cần phải đợi nước sôi đâu, mà mình thả trứng vô liền luôn nha cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu cho trứng vô từ từ nha. Có muốn gì?
Giờ mình cho trứng vô để mình nấu, mình kho, mình hớt bọt từ từ đây. Mình hớt bọt nha cả nhà. Mình thấy hơi nước nó hơi ít, không có được ngập nhiều. Mình phải cho thêm chút nước lạnh này. Để mình đi lấy nước lạnh thêm, cho thêm chút nữa đi. Tại vì mình kho buổi tối nè, rồi cái mình mở cửa sổ cho nó bay hơi ra ngoài đó. Cho nên là mình thấy gió nó hù hù luôn. Mình hớt bọt nữa. Rồi hớt bọt đợt này xong rồi là mình sẽ đậy cái lá lại luôn. Ở bên đây mình không có lá chuối đồ đậy giống như Việt Nam, cho nên là mình đậy bằng cái giấy nến nha, cái giấy mà nướng bánh đó. Đó. Rồi trong cái lúc này là mình có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình của mình luôn. Đó. Nhà mình thì mình mới nếm thử, mình thấy hơi lạc cho nên mình mới cho thêm nước mắm đó. Mình thấy nó hơi lạc quá. Rồi, bây giờ mình cho nó vô. Nãy mình cắt đại thôi, mình không có đo cái nồi trước. Mình kho nãy giờ cũng được cả tiếng đồng hồ rồi đây. Đây, mình dở lên cho mọi người xem nha. Nó sắc lại rồi đó. Hồi nãy nước ngập nhưng mà giấc này nó sắc lại nè. Mình nêm nếm nó đã vừa ăn hết rồi đó. Đây, mình cho cả nhà coi. Đó. Giờ sắp được rồi, chút xíu nữa là mình tắt lửa, 5 phút nữa là mình tắt lửa nha. Mình nấu lửa riu riu nãy giờ đó. Sau khi kho nãy giờ xong, bây giờ mình múc ra mình chuẩn bị mình ăn cơm tối luôn nha. Mấy đứa nhỏ nó đói bụng quá trời, nó đợi từ sớm giờ. Mà tại vì thịt chưa xong cho nên mẹ kêu đợi một luôn. Thịt nữa. Bây giờ chuẩn bị ăn cơm tối luôn cả nhà ơi. Thấy nhìn thấy cũng ok lắm. Mình mới kho kiểu này lần đầu luôn, nhưng mà thấy ăn được ngon đó. Cả nhà nếu ai thích thì có thể cùng vào bếp làm thử với mình đi nha. Mình xin cảm ơn cả nhà, các bạn, ông bà cô chú đã xem video của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới mọi người nha. Năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Xin chào, bye bye. Bye bye.